thôi. Cái này đây nó chứng nữa vô nữa rồi. Dữ lắm. Kiếm cái bờ này kiếm tới nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cây với dưới, dưới 2 cây nữa là 10 cây. Cây này kéo ngang cây 100 kg thôi mà cây 100 kg nhầm cây 100 kg là không hết nữa. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Dạ cho xin chào. Cái chữ vô rồi. Các bạn luôn nha. Cái này là cỡ mấy tháng nữa mà. Cái này mình trúng dữ lắm luôn, tháng 10 rẻ. Cái này là nhãn da bò đó cô chú anh chị. Cái này từ cả 2 tháng ngoài ăn lên. Cả 2 tháng nữa. 2 tháng. Thì tháng này tháng 8, chắc cỡ cuối tháng 10 mới có lẽ. Nó qua cái chọn đầu đũa ăn này lẻ lắm. Vậy là cô 2 tháng nữa vậy chưa tới Tết hả mẹ? Chưa. Vậy có cô chú nói là mẹ bẻ nhãn này là mẹ có tiền ăn Tết. Thì là nhãn này chắc có tiền ăn Tết. Xả tới đó bẻ bán hay xài hết rồi. Con chim. Dạ hả? Chắc ớt quá. Thân chó mà anh. Gì vậy? Cái lợi mình sao làm chi vậy? Hình như con cá trong lợi mình nhảy hay gì em nghe tẩm tâm tâm luôn. Ấy sao thấy nước động kìa? Ấy nó lội xuống thấy nó nè. Mà sao cái sao cái lợi vậy nằm trên nằm dưới vậy? Mình nói đặt 3 bữa luôn chứ anh chị mà mình bỏ ăn cần lễ bây giờ để nằm hết cái đường luôn. Nó nhảy ngon gạn luôn. Hồi nãy lại thấy nước động nè. Cẩn thận nhớ Thành ơi, chỗ này cây bài nhiều bài lắm nha. Bữa nay nó có cả tự gì. Nằm ngang. Rồi đó. Ý, nó lúc lắc vậy. Em lội. Dạ hả? Cái chỗ này là cái chỗ mà mẹ cho té hôm bữa này cô chú anh chị. Rồi. Ôi, wow. Wow, có cá. Nó mạnh kìa. Nó lóc. Nó mạnh. Cái này. Mời trời. Nó nhảy tung tăng luôn. Cá mình đi, mà nó mạnh cái ghê vậy ta. Con này con cầu cứng của mẹ. Rồi. Rồi. Hết gần nhau luôn rồi. À, buổi chiều hôm nay thì hai chị em với mẹ sẽ đi thăm lời của chú anh chị để mình về mình làm bữa cơm tối. Dính một em. Chứ còn cá này dính cái mỏ này. Tà mỏ chưa? Nó nhảy tới tà mỏ luôn. Quá trời, con cá chứ nó nhảy hồi nãy nó nhảy. Mã ra. Mình thả đổ thôi. Nó nhảy rõ ràng á. Nó nhảy đó. Nó nhảy bụp bụp hết, bà nhảy chúng cái chai không hả? Nhảy ra cái bấm đó đi mà. Chào cũng ngoài cô chú anh chị cùng theo dõi video hôm nay để xem hai chị em với mẹ đi thăm lợi của chúng không nha. Cô chú anh chị ai đi mời cô chú anh chị đi theo mình. Để ở đây không biết phương qua sắp. Thôi mẹ sắp đi theo luôn. Đứa thè sắp theo cho có nhớ cơ mẹ. Thôi này mới ra khai trương mà được con cá. Nó nhảy bực luôn. Để sẵn đây Hành cũng chia sẻ với cô chú anh chị. Bữa nay mình thăm lời phụ hương của chú anh chị. Bữa nay có cái niềm vui của nói chung là niềm vui của gia đình Cù Lao Nhãn nói chung và niềm vui của ông cậu với hồi nữa Hành bật mí tiếp tục nha. Bây giờ hôm nay niềm vui nhân mời không làm cho hồi hộp không ạ? Cứ đón xem niềm vui của mẹ không. Quá chừng cái đội quân của mình này. Ôi ơi con Miêu đi theo nữa. Rồi luôn. Giờ mày luôn. Nghe cắm gõ không con mẹ? Quá tay chưa? Dữ dằn nó chưa cô chú anh chị? Rồi để coi nó dám lộ mương không nha. Dạ. Nó đi tới đó nó cũng hay sợ sợ rồi kìa. Bắt gặp tại trận đi. Luôn. Đó giờ này nó trở về nó vô về. Nhà chắc rồi. Nó mình đã với nó luôn. Dạ, phía trước cô chú anh chị đang thấy thì một vườn cây rất là tùm luôn. Thì ở trong phía đó có nhãn với lại ổi. Nhưng mà do là người ta không có chăm sóc cho nên là thành ra nó như vậy đó cô chú anh chị. Bây giờ bữa nay con còn nhớ cái lợn nó thẳng sâu không? Con nhớ luôn rồi đó. À, mấy nay làm như do muốn nó không được tốt. Ê cái đó chế lội theo được không? Mẹ ơi, dép con để ở đây nha mẹ. Hả? Sao lắm hả? Sao? Thấy con cá nổi lên rồi. Nó không nhảy gồ gồ gì chứ vậy? Ôi, có cá lóc. Chắc mình đè ngay quá. Gồ, con cá. Cá lóc với lại có cá phi hay gì vậy? Cá phi và cá phi con. Cá
cá phi con nữa mình đem về mình thả trong ao mình. Dạ, cô dám móc ra không? Cái ngon quá nha. Để mình về mình thả vô ao của mình đi con. Phi chút chút không đi ta. Cá phi bự đó. Cá phi bự nó khô lắm, nó không vô. Cá sạch, có miếng cá sạch. Chết con cá lóc này làm như vô ăn cá sạch hết trơn, gì mập lù. Bả đi. Cuốn luôn hả? Mới già thấy có nhớt thấy mừng nữa nè. Chỗ này trơn lắm nha mẹ. Ở chế nhớ là bên cục đó đó. Có hành đi nhẹ nhẹ chân nha. Có hành nó giấu kỹ quá chừng mà. Giấu kỹ quá chừng luôn. Dạ gặp rồi mẹ. Ngọt rồi hả? Ừ. Con. Ôi, hai ba con luôn. Ôi, nhóc chân gà mà cá nhỏ. Dạ. Cá phi. Con đặt rồi con đè cho muốn cái nào nó nổi lên không? Ủa, con cá này ngon vậy? Sao vậy? Có chuyện này nữa hả? Con cá nó vô nó cuốn cái miệng lại luôn. Làm như nó mới vô vậy á. Ủa, nó vô nó cuốn miệng lại. Nó là bị kẹt cái đó luôn rồi. Nó vô nó dãy nè, cuốn miệng lại luôn. Ôi, vậy là nguyên bảy cá phi nhỏ thành này. Nguyên bảy cá phi nhỏ. Ồ, có cá bóng, có cá bóng nữa nè. Dạ. Cá phi thì về thả vô hành mình đó. Dạ. Ở chỗ mình thì ưa đi kiểu nếu mà có cá nhỏ nhỏ thì mình về sẽ thả lại nuôi trong ao vườn nhà mình. Trong thời gian chờ đợi Út hành thì mình để cái loại xuống cho con cá nó thở. Dạ. Ở cái ao rau muống thì sao nó hết tốt vậy ha? Hồi lúc trước mình hái thường thì nó tốt á, nhưng mà sau lúc này nó hết tốt lại. Có ở phía trước nó vẫn còn tốt này chứ anh chị. Mấy nay mưa quá chừng luôn cho nên là nước mưa nó rất là đục luôn. Trời đặt kỹ quá, đặt vô túi trống luôn. Cái bông điên điển đó là chỗ hoa nữa này của anh chị. Có không? Được con cá phi. Ôi vậy là nguyên bầy cá phi nhỏ nhỏ luôn ha. Phi này chiên xả hết bài. Dạ. Được con cá phi với con cá nhỏ. Cá uống điền luôn. Cá nó uống mỗi thịt nó dùng luôn. Ở đây giờ dùng mình bây giờ cũng có cá phi mà nó sanh sản là dữ lắm rồi cô chú anh chị. Mà nó được chưa được bự không? Dạ. Ủa? Sao con? Không em à? Dính gì vậy? Dính cá sặc à? Dính cá... Cá sặc là nó chết. Trời ơi, gì đen đen vậy? Cục gì? Cá thọt. Dạ có mà cá ngọt nè, cá sặc. Ủa cái cục gì vậy? Nè nè. Ai. Ở bên đây chắc có cá phi á ha. Có cá bự thì mới có cá nhỏ. Chỗ này dân lưới là hết bài. Bữa đó mẹ thấy có cái trứng nó sắc ra miệng chài. Chà bá đi chài đến miệng con. Cũng có mấy cá phi vậy. Đâu con đặt đâu vậy? Đặt trên đây. Cũng thành nhớ chứ giờ mình không nhớ. Nó đặt có ai ha. Đặt nó nhớ chỗ. Chắc nước quá nó trâu vậy. Mẹ nước đục quá chừng hết nè. Nước đục quá chừng luôn. Cái này mà nước mà ở ngoài sông mà đục vậy người ta gọi là phù sa hết mẹ. Phù sa. Dạ. Rồi. Đi vào. Vô mánh. Cái gì mà thấy lăng tăng hết trơn kìa. Vô mánh gì? Cá sặc hả? Cá lóc. Có cá lóc không? Cá lóc. Hình như có cái dùng gì là cắm câu có nha. Cá lóc với mấy con cá gặm với không chừa. Cá gặm thì ở đây hay có lắm. Gặm thì nó nhỏ nhỏ không, nó không được bự. Mà chiên ngon nè. Cá lứa lứa không à, cá không được bự không. Cá nửa tùm tay, nửa tùm tay không. Thì vậy đó con ơi. Dạ hiếm quá cá bự. Mình
con cái mà không biết đường kiếm. Giờ treo thưởng đi, ai ai kiếm gặp người có thưởng đi. Chỗ đây cay nhiều mà không đi, không ăn dớ thấy ghê quá. Bên bên đó là anh Thăm gọi mẹ. Bên đó là anh Thăm gọi. Mẹ để ý cái đám mua gà muống xanh hôm bữa rồi. Ồ, coi em đặng cả. Ờ, rồi. Có không? Ui! Một con. Ui! Quá! Hai con. Hai ba con gì luôn á. Vô bánh ơi. Hai con hả? Hai con, hai con. Ui giời. Ừ, chín bánh rồi cả nhà ơi. Cái cuối cùng cứu vớt lại. Hai em. Được hai con quá im luôn. Đi nhưng kiếm, quá. Đi kiếm nãy giờ. Kiếm nãy giờ. Vậy là cá lò mình bữa nay lấy vốn rồi. Lấy vốn rồi. Lấy vốn rồi. Cá lò được lấy vốn lại cũng được. Bây giờ mình đi lên. Mình tranh thủ ra đổ lúa không ta? Rồi. 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 Đâu rồi? Được không? Ê, đây, đây, đây nè. Ủa? Sao kỳ vậy mẹ? Mẹ chạy ra vậy? Sao mẹ chúng còn đây vậy? Thả cái mùa la bên lúa. Ủa? Sao kỳ vậy? Ủa? Gọn hai con à? Gác ra lắm, gác mẹ giật mình á. Ủa? Ngủ vậy? Không có ổn định chứ rồi. Lại gọi rồi. Giờ mình về tới nhà bắt đầu mình đổ thành quả của mình ra. Cái đó là cái cuối cùng đó, im quá chừng luôn. Phải cái nào cũng được vậy, đỡ biết mấy hả? Dạ. Ủa sao ra được hay chạy nóng biết đó. Coi kiểm tra lại nó có lủng gì không, sao kỳ vậy? Cho tay. Tới con bò sữa này nữa nè. Quá trời ơi, trần trần luôn, mồi cửa luôn trời. Cái mặt nó kìa. Mặt điên thui quá hoài. Nó mình gom lại vậy cái mình cũng dễ đổ ha. Vừa có cái rằm vừa để mẹ đi kiếm cá phi mà thả cho. Dạ, để mẹ đi thả. Nó sống không mình thả. Cá phi nhỏ nhỏ. Một cái rồi. Thả trên giường mình cái nhẽ mình cũng có. Cái tâm sẵn nha. Ra con, mực. Ê, mình còn cá đuống chưa đổ nữa thôi. Mưa dặm này là chắc lỗ đuống có đó. Đúng quay hàng ngày không phải mực đó đổ. Giờ này loại lạnh vậy. Để 2 ngày rồi đổ. Giờ này tối rồi đó. Dạ, tối rồi. Trời ơi, thật tối chứ. Mấy giờ tối là thêm chuyện mưa nữa. Thì con cá này dưới đá này nó nặng. Nào cũng có con dưới đá. Cái này dao tay để học có dao tay, tôi để ít vô quay clip chung á, cái cô chú hỏi thăm cái dao tay đâu rồi, chứ không thấy cái dao tay. Hỏi ngày học hành sao rồi bạn? Hả? Yêu không? Giá hoài, hồi năm rồi gì đó, mình hỏi dao tay, trả lời sao? Cũng đỡ. Cũng đỡ mà, hai ba người đỡ. Vậy năm nay mấy người đỡ, cỡ nhiều người cô lô nhãn đỡ nổi không? Nổi không? Hả? Không nổi luôn. Gì ghê vậy? Thường thường ta nói là tháng 8 là mưa ngâu thiệt. Ông bà mình nói tháng 8 là trời tháng 8 mưa ngâu sùn sụt gì đó. Thiệt, tháng này tháng 8 mưa quá trời mưa. Mưa hôm nay ở chỗ mình thì mưa kiểu như là mưa nó không có lớn một cái luôn chứ chị, mà nó mưa nó kéo dài. Mưa hoài, mưa hoài. Mưa một cái là hết buổi chiều, mưa một cái là hết buổi chiều. Tay nói hồi bữa hổm là mình đi qua bển quay á, là bạn của dâu tay nói là bạn của dâu tay có coi cù lao nhãn nữa. Dạ. Rồi có kêu bạn đăng ký không? Hả? Có. Nhớ kêu nghe mấy bạn nhớ đăng ký ủng hộ cho Quỳnh Ngân nha. Bữa nay cá này thì mình sẽ nấu canh chua với con súng. Ý hả? Cái này kêu bằng cái gì nữa? Con súng hả? Bạc hà. Dạ, với bạc hà. Mà ra thì cũng có ít rau lan đó nữa không? Rau lan nhà mình trồng nay đợt quá trời luôn rồi. Rồi lúc nãy mình cũng có điện rủ ông cậu nữa cô chú anh chị. À, trời mưa này quá ông cậu không có dám chạy xuống. Chứ mấy hôm nay thì cái bụng ông cậu kiểu như nó chọc bụng lại nên là cũng không có được khỏe, không có sung trong người nữa. Mấy bữa nay ông cậu không được ổn. Rồi, sẵn đây thì thành cũng chia sẻ bật mí cái niềm vui của ông cậu với cô chú anh chị luôn. Thì ngoài niềm vui của ông cậu đó, cô chú anh chị thì còn cái niềm vui của chị Phượng.
Chị Phượng, cô chú anh chị xem kênh mình thì nhớ chị Phượng, em của chị Hồng đó cô chú anh chị, là thì được một người chị ở trên thành phố thì cũng xin phép là giấu tên. Chị thì hồi năm rồi cũng ủng hộ nhãn mình nhiều lắm cô chú anh chị, thì năm nay thì chị không có bán nữa nên là không có ủng hộ, thì chị cũng gửi cho Thành số tiền là 1 triệu, thì chị cũng nói là của hết lòng nhiều, thì chị sẽ gửi, nhờ Thành gửi cho ông cậu là 500 ngàn, rồi gửi cho chị Phượng là 500 ngàn. Thì thực sự mà nói thì nói chung là dù ít hay nhiều gì mình cũng trân trọng với nhân cô chú anh chị, không phải là cho gia đình mình nhưng mà mình cũng rất rất là cảm ơn luôn. Thì mình thì mình không có, mình để mình gửi cho ông cậu với chị Phượng được, thì cô chú mà có gửi cho được thì mình sẵn sàng, mình rất là vui luôn, mình sẽ làm dịp cầu nối, mình sẽ gửi tới tận tay của cô chú luôn với cô tới cậu luôn. Xả vàng cho khóm vô mình xào luôn, cắt miếng miếng về hồi nữa mình ăn khóm luôn. Ít kho ngon, thấy vậy chứ kho cá mà kho ít nó ngon lắm thằng ơi. Cá lóc đậm, cá cơm chua cũng ngon lắm mà. Chứ cá mình đặt lờ này là nó vô cũng 2-3 ngày sạch ruột chứ. Cái ruột sạch hết trơn. Mẹ bữa nay mẹ thấy chế lấy cái ruột nấu canh chua ấy kho luôn. Giơ tay lau giờ không, giờ lau rồi cầm cây lau đứng canh rồi chứ vậy không cho ai đi, giờ ai đi là lỏng len. Nó thấy mình đi mà nó gọi, nó nói chưa dân bà chứ hai mới đi nữa. Chứ hai vợ đứng mẹ đi hai quế nè, mẹ đi hai quế bỏ canh chua chặt giò ăn mèo luôn. Canh chừng nào khô mới được cái giờ tay. Thì cả trăm bước thôi hả giờ tay? Đứng cành quờ đá không? Ôi, xin lỗi chó nha. Nhà mình đó thì ưa có thói quen ăn canh chua với lại muối ớt. Canh chua với muối ớt mới ngon chứ à. Sẵn đây thì Châu cũng xin chia sẻ cái niềm vui với tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn. Thì ở trước mắt cô chú anh chị đang thấy thì mì là 20 gói, 20 thùng mì chay. Thì thùng 20 thùng mì này thì cũng được một gia đình của một người cô, đó là cô Hương ở Thụy Điển, thì cũng được gia đình cô phát tâm gửi tặng cho phòng thuốc nam ở chỗ của mình. Thì cô cũng có nghe chia sẻ là buổi sáng thì mình phát, buổi sáng thì mình phát đồ ăn, rồi có khi buổi chiều thì cô chú ở lại tới sau thì cũng thiếu đồ ăn, cho nên là cô cũng mua rồi để lại đó, để cho giống như có ai mà có đói thì cũng có cái mà lót dạ đỡ. Giơ tay rồi, có khi nào tối mới gói chúng ta. Thì sẵn đây thì con cũng mua xong hết rồi cô. Con 20 thùng phải không cưng? 7 nhật 7 là 14 với cái này 6. Trời ơi, của chưa rồi mẹ, 7 7 14. 2 lần 7 ta 14. 14. Sáng không thành chở đi mãi con. Dạ. Đi vườn dạ. Đó cái mình chở mình ghé dạ. Thì sẵn đây thì rồi cũng cho con xin gửi lời cảm ơn đến gia đình của cô rất là nhiều luôn. Cảm ơn. Thì bữa nay thì có tới hai cái niềm vui là cũng có chị Hạnh hả? Chị Hạnh bữa đó xuống thì mua gạo rồi. Dạ. Thì ngày nay là cũng nói cho chị Hạnh biết là ngày nay là mình chở ta giao gạo ra ngoài chùa rồi đó chị. Thì còn phần của cô Hương. Dạ. Thì Dượng Bảy không biết, cái chủ giao người ta không biết, người ta mới chở vô trong này luôn. Dạ. Rồi bởi vậy sẵn đây mình mới có hiểu yêu, còn gạo thì chở ra ngoài rồi hết rồi. Bởi vì nấu cho chị Hạnh bả mừng với cô Hương đồ mừng.
phần mì này thì sáng mai Út Thành nó chở đi giao ra ngoài luôn là dạ. Xong đó. Hôm bữa thì chị Hạnh xuống phát bún xong thì chị cũng có phát tâm gửi tặng cúng dường 100kg gạo cho phòng thuốc Nam. Thì hôm nay thì mình cũng đã đặt và cũng giao hoàn thiện hết trơn rồi đó chị. Còn phần mì này thì sáng ngày mai thì sẽ nhờ đến sự trợ giúp của Thành để mà mang ra ngoài cho. Thật sự mà nói là chị Hạnh với cô Hương là người nào làm cũng rất là ý nghĩa luôn. Tại vì ở ngoài chùa thường thường nghe cha nói bữa thứ này thường thường thì mình phát thứ năm á con. Dạ. Rồi bữa đó mình phát thứ tư, bữa thứ năm đó là ngoài chùa hết bốn nồi cơm. Vậy đó hả mẹ? Ăn hết trơn bốn nồi cơm luôn là vô chùa xin ăn á. Dạ. Bốn nồi cơm bữa đó là mình không có phát á mà vô chùa xin ăn á. Dạ. Thành ra là bởi vì cô chú anh chị mà gửi về cho được ở ngoài chùa vậy gia đình Cù Lao Nhãn cũng thiệt lòng là cũng cảm ơn dữ lắm luôn. Thấy mừng cho cô chú anh chị ở xa mà đi không có ăn rồi vậy đó. Dạ. Đi sớm thì còn có ăn chứ đi trễ đâu có ăn. Ở chỗ mình thì ở quê cô chú anh chị mà được đông vậy là mừng á. Với lại chỗ mình nói chung thì cũng có bán đồ ăn. Nhưng mà bán được sáng như chưa chưa. Rồi là được có hai chỗ bán là nguyên cái cồn là được có hai chỗ bán. Là dạ. Bán được sáng. Rồi là tới chiều cô tối là chị nhầm người ấy, là ở tới 4-5 giờ chiều mới xong, thành ra đói quá phải đi dạ. Vô chùa xin cơm ăn luôn. Xin cơm xong rồi làm nước uống luôn. Nước uống luôn rồi tốn đường luôn cô chú anh chị. Dạ. Nghe nói ở ngoài chùa rất là tốn đường luôn. Dạ cô sáu thang. Dạ rồi. Tay lao nữa rồi. Dạ. Hả? Sao bữa nay giỏi dữ vậy? Tại chứ hay lốt á mẹ, hồi chặt giỏ hết vô. Tại vì mình đó thì công chuyện mình ghi đi tới đi lui miết rồi cô chú. Mà giao tay không cho đi, rồi không biết sao mà làm công chuyện nữa. Bữa nay cũng làm nhiệm vụ của giao tay. Giao tay thì mắc lo giữ nhà rồi. Để coi chỉ đi làm sao nha, để chỉ la mà lao cái nhà bóng lưỡng luôn nè cô chú anh chị. Cái nồi cá của mình quá trời hấp dẫn luôn rồi. Con nghĩ là cũng được luôn rồi đó mẹ. Được rồi đó con. Dạ. Này bên đây chăm chua thì mẹ bỏ quế vô rồi mẹ. Dạ, cái chảo này hồi nữa mình khỏi bút ra mẹ. Dạ. Để vậy là mình ăn luôn. Còn gì bạn cá đâu? Rau mình để lên ha. Dạ. Rau mình để lên mình ăn từ từ. Cái bếp ga của mình thì nó cổ lỗ sỉ rồi. Mỗi lần mà nấu ăn thì phải bắt màu dữ đó cô chú anh chị. Vinh này thằng chưa. Thì sao không khô? Cá nó kẹo quéo luôn vậy đó mà. Kẹo quéo vậy thấy ngon con. Cái bếp ga này tắt nó. Chưa ăn được miếng cơm nào dân mà hết nửa chai ga rồi. Hết nó nổi. Sao mà nó khả quá vậy thật? Hả? Sao mà cái tim nó lên khả vậy? Nó là giao tay lao nhà mình đi tới luôn mà nó căng vậy đó cô chú anh chị. Giao tay dạo này khó quá. Biết dọn dẹp rồi chắc nó không cho ai mà vô nhà quá. Dạ. Nãy giờ con đi là con bị la mấy lần rồi đó. Nhắc nhở. Ừ dạ. Để quế mà nó dòm theo dấu dòm. Cho biết cái cảm giác với người ta. Để bình thường ha, mình mà lao nhà trước là chỉ đi sao, mình đi sao chỉ đi trước, chỉ đi hoài vậy đó. Mời cả nhà luôn nha. Mời cả nhà dùng cơm. Cho con mời cô chú anh chị dùng bữa cơm tối gia đình cho luôn nha. Con bỏ vô lan tìm gì nồi canh chua rồi đó. Hai con mèo đạp nữa vậy thôi. Bữa nay thì mưa quá cho nên là cũng không có rủ với Hư luôn. Thấy mưa đi tối lươi vất vả quá. Trễ quá. Mình cũng muốn hồi vô thì mình đi mần mũi đứng. Dạ. Út Thành nó tỉa nhãn nó dưới gãy. Mẹ thì cắt ổi, con Châu thì bọc ổi trên này. Rồi dạ. Cái tính chắc hồi mình về cũng cỡ 1 giờ thôi Út Thành. Một giờ mấy mẹ? Một giờ mấy rồi tính cũng tính là nghỉ chút xíu là đi dở lúa. Ăn làm cơm ăn. À ngờ đâu mưa tới luôn. Quá trời mưa. Tới thời cạnh hồi nãy mình đi là còn mưa gút gắt đó cả nhà. Mưa cấp này mưa dây. Mưa ngày nào cũng mưa hết chứ. Thường thường tháng 8, tháng 9 là mưa dữ lắm. Mưa này á hả, nước mùa nước nổi, nước dữ lắm luôn. Tại mưa này mấy cái lú mình mới chạy cá tép rồi nè. Để coi bữa nào mà có trúng tép cái mình chiên chả đây nè. Mới nè. Để coi ha, hy vọng là trúng tép đang mình chiên chả. Thường mưa là tép nó mới chạy. Ăn cứ đi coi. Tại vì bữa nay mình không có đổ. Ngày mai dọn 2 ngày. Ngày mai mình đổ đến sáng á.
bữa nay bữa cơm của mình cũng không có tốn tiền nữa cô chú anh chị. Đi mặn vô rồi rau cũng rau nhà, đi cắt rau nhà, cá thì cá tự bắt, cá tự bắt. Cá kho để xích qua đây giống Thành ăn mới tới. Ở quê mình nói chung thấy gì chứ cũng dễ kiếm ăn. Dạ. Rồi tới đây mình cũng muốn làm thêm một cái ao cá bự nữa thôi chứ anh chị. Cũng như có cực ăn đồ mình bắt lên mình ăn cũng được. Mình thả, mình tính thả bung ra giường á. Để đang khó mà có chút cực ăn đồ cũng được. Được mình có đàn cá phi bự bự không? Nè. Tại Út không, tại Út không tay mới bị răng. Vô tay bữa nay phải cá kho ai dị dành rồi cá kho vậy ta. Nè, răng Út luôn. Vô tay nói tay lông nhiều là tại vô tay giống Út Thành lông nhiều. Bị dây. Hôm ngủ với mẹ, nó ngủ hai mẹ con ngủ với nó nói mẹ nè. Sao mà tắt này sao con giọt hẳn con lông quá trời. Út là khi giọt quá. Thôi chừng nha mẹ, ngủ ban đêm mới chuyện đây mà. Nó nói sao mà con lâm quá trời lâm. Mẹ nói tới lớn lớn nó rụng hết trơn à. Lúc nãy là mình dự định mình ăn cơm xong là mình tranh thủ mình chạy lên mang niềm vui tới cho ông cậu liền luôn cô chú anh chị. Giờ này cậu đóng cửa ngủ rồi. Mà giờ này chắc ông cậu ngủ rồi. Hút 7 giờ là ông cậu đóng cửa hết tiếng sách rồi. Cái đường của mình giờ lên cậu cũng thấy ngán quá, tại mình phải đi một vòng. Ơi, đi vậy ta. Để con bay đập cửa. Đập cửa. Dám đập cửa không cậu? Cậu không dài có mấy người vừa kêu mình lên đúng rồi. Chắc mời mình lên mình xin luôn đúng Thành ơi. Tại cậu không có uống á, rồi để cũng ổn. Nó già không biết nữa. Không chuông đâu. Hết trời bông súng nhúng ngon. Bông súng ngon. Bông súng này mà mình nhúng nhúng lẩu mắm ăn cũng ngon. Cá kho bần ha. Đây chế độ cao quá. Quậy vừa vừa thôi, lũng ly người ta. Mời cô chú anh chị nha, mời anh Michael luôn nha. Cái này là của anh gửi cho mình nè cô chú anh chị. Không biết kêu bằng cái gì nữa. Ở nhà mình thường thường kêu bằng sữa Michael. Này nó kiểu như là cacao hả, sô cô la hay là Milo vậy đó. Chocolate. Người ta kêu bằng chocolate gì đó mẹ. Chocolate. Chocolate. Chocolate hả cho ta? Chocolate. Vậy hả? Bữa nay này đi mặn mà mình mệt mệt á, vậy đi ngủ. Uống cái này vô nữa là đi ngủ rồi, bỏ chén này sáng rồi. trời lạnh làm biến. Nãy giờ gia đình mình này cũng dùng cơm xong rồi cô chú anh chị. Giờ uống cái này cũng muốn xong luôn rồi. Chắc là gia đình mình cũng xin phép là kết thúc video ở đây luôn. Thì trước khi kết thúc thì một lần nữa Thành cũng gửi lời cảm ơn tới mọi người chị rất là nhiều luôn. Thì chắc là hôm nay thì mình không có gửi trao cho ông cậu được rồi. Mình cũng chia sẻ cho cô chú anh chị hay tin mừng cho ông cậu, với cũng như là chia sẻ cho chị hay để chị biết là để chị trông. Với lại là chắc là mình cũng sắp xếp mình gửi cho ông cậu sớm nhất. Chứ mình cũng đi bên chị Phượng, mình gửi sữa của chị Kha Thi gửi về bên chị Phượng nữa. Chứ gửi tiền bên bản chắc mình cũng sắp xếp mình đi gửi cho gọi của chú anh chị. Khi nào mình gửi thì chắc mình cũng quay video mình chia sẻ với cô chú anh chị nữa. Thì còn giờ thì chắc là Thành cũng hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Rồi Thành hy vọng là cô chú anh chị thân mến kênh thì cho xin một cô chú anh chị cho xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký để kênh được phát triển hơn, để mình có động lực để ra nhiều video hơn nữa. Bây giờ với vô tay có ý kiến gì không? Này vô tay giỏi quá kìa. Vô tay có ý kiến gì vô tay? Không có. Không có. Vậy là thống nhất quá không? Thống nhất ý kiến nha. Mình làm YouTube cũng cỡ 2 năm rồi hả con? Dạ. Mà sao cái kênh của mình cũng làm hết lòng, hết khả năng rồi. Mà sao kênh mình đó được phát triển cô chú anh chị ơi, sao thấy buồn quá à. Mà điều
cũng có người cũng thương như gia đình vậy đó, rồi cái nhờ cái đó mà có cái động lực đó cô chú anh chị, thành ra suy nghĩ tới mấy cái đó cái muốn làm, muốn cố gắng nhưng mà thật sự là buồn mà nó không có phát triển như các kênh khác, thành ra mình không biết có cái lỗi lầm gì không nữa mà sao thấy nó không có lượt xem, nó không được nhiều, thành ra rất là buồn luôn cô chú anh chị. Chúng mình làm thì mình cũng làm cố gắng thôi chứ vậy, chúng mình cố gắng không phải là gì mà mình cố gắng từ ngày mình để hoàn thiện hơn là kiểu như kênh không biết đăng mà cái clip nào mà nó lên hơi có hơi lên cái mừng trong lòng, mừng hết sức mừng luôn, mà đăng mà cái clip nào lên chậm cái làm như mình không còn tinh thần gì hết trơn. thật sự luôn, bữa nay tâm sự cho cả nhà biết luôn là nó thiệt là rất là buồn luôn. Nhưng mà cố gắng từng ngày luôn. Coi kênh mình là biết là thấy nè. Bởi vậy làm hơn 2 năm nói chung cũng không có kiểu cái bình dạ. Bình nó phát triển luôn, thành ra buồn quá buồn luôn. Dạ. Giờ thì mình cũng xin tạm biệt cả nhà luôn. Bye bye cả nhà. Dạ, cũng hẹn gặp lại cho chú anh chị ở những video tiếp theo luôn nha. Bye bye cả nhà.